kiểu xe của cậu hả? Thế nếu mà mọi người lấy được nửa đường à? Hả? Xe ta vừa lấy kiểu là thế á. Giật giật từng giữa gì? Ừ, bây chí thôi, tao nhấn mẫu cái này đấy, bây chí thôi chứ. Phải còn chất trọng đúng mát giữa nên. Đây thì tư rồi là được chứ. Anh Dung vậy. Anh Dung chứ. Dung bờ nó đang ở dưới này anh em à. Sao không nói về hạt sự nó đang. Cái từ tư được là được à, e rồi không được đừng có vết súng vá rồi giúp lấy số 2 để dân ổn định sau rồi nó mà đấy nữa. Lên đỉnh núi rồi chứ chớ quá mực nở phải
xích cái căn đấy với nhiều dưỡng hải cái tập tăng được béc đó thì bỏ cái béc đi. Cái xích thì giờ ớt chứ gọi chứ đâu. Dưỡng hải mà ăn được mà bổ mà ăn được á. Ừ. Còn đâu? Thì đưa. Nó đâu có nào ấy. Xong, để mà đưa xuống cái chú lỏng thôi. Đấy cái cách ra cách khác. Đấy hướng khác. Ừ, ở ngoài vừa đấy phía bên tây đây. Mới có hướng rè hướng tây đi, mai vừa đấy phía bên tây là tạt thẳng ở đây này. Đấy là làm đấy vô đấy luôn, nhưng mà vừa nó phải leo được cái bộ kiểu cái táo. Ừ.